Ngày 11 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế tổ chức hội nghị toàn thể Chương trình Hỗ trợ Quốc tế ISG năm 2020 với chủ đề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong bối cảnh tác động của COVID-19. Hiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tác động mạnh đến phát triển kinh tế thế giới. Dự báo kinh tế toàn cầu trong thời gian tới sẽ suy thoái, tăng tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt tại các khu vực đang phát triển như châu Á, Thái Bình Dương. Cùng với tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai dự kiến có 4,4 triệu người tại khu vực này tái nghèo. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh của nước ta. Cùng với đó khuyến nghị trong thời gian tới, ngành nông nghiệp, nông thôn cần tạo điều kiện để củng cố chuỗi cung ứng nông sản, cải thiện hệ thống logistics, tăng cường khả năng lưu trữ nông sản, thúc đẩy thương mại điện tử, xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trọng tâm hướng đến phục hồi sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng cường khả năng chống chịu trước dịch bệnh thiên tai.